Một cái máy chiếu vừa có thể dùng để xem phim mà lại vừa kiêm luôn cả robot hút bụi. What? À, ảo tin nhở? Phải thử mới biết được. Nhìn này, thế mà hai đi biết đây. Nhìn giống robot hút bụi thật nhưng mà sao nó rẻ thế nhở? Chạy hệ điều hành Android, bắt wifi kết nối được với các thiết bị thông minh khác, chất lượng hình ảnh full HD. Về tính năng của máy chiếu thì thấy xem phim khá là ổn. Để xem được cái video có hiệu ứng giống 3D như thế này, bạn chỉ cần gõ từ khóa video 3D with Outlet là nó sẽ ra ngay. Cái này thì xem ở trên điện thoại cũng được, nhưng nếu màn hình to thì nó sẽ ảo hơn. Và nhất là đối với người chơi hệ Netflix and chill thì đúng là chỉ có máy chiếu mới chuẩn bài được thôi. Quả này mà rủ Crus sang xem phim thì thôi rồi, nhưng mà mình không rủ được Crus sang. Thế nên là mình đành phải làm thêm một cái máy chơi game nữa cho đỡ buồn. Tiện khoe với các bạn luôn, máy chơi game PS5 cuối cần kết nối với máy chiếu qua dây HDMI là có thể chơi được. Đấy, thế là có thêm một cái màn hình to để chơi game, chuyển động ngon lành luôn. Sổi ơi, nó lại là mượt như sân siêu luôn này. Không có Crus thì chơi game cho đỡ buồn, rồi là tụ tập xem đá bóng hoặc là xem phim hành động gì đó cũng được. Đấy, đấy là về chức năng máy chiếu thì mình thấy nó ok. Thế nhưng mà khi test khả năng hút bụi thì nó không hút bụi được đâu các bạn ạ. Chỉ là cái máy chiếu nhìn giống máy hút bụi thôi chứ nó không hề hút được bụi. Trừ 2 điểm. Chung quy lại mua về để Netflix and chill, xem phim, xem đá bóng, chơi game các kiểu thì được. Còn nếu mà mua về để hút bụi thì thôi nhá. Tổng kết lại 8 ok nha các bạn ơi.